Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 51. Có chú kia ông kể nhưng Đức nghe. Gia đình của ổng có một người cô mới chết, bà thì không có giàu gì hết, nhưng mà con cháu cho bà được chút 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 tiền, thì bắt đầu bà cắt giấu, rồi dạy bà niệm Phật thì bà không có niệm Phật gì hết. Nhìn bà còn khỏe sôi sỏi mà đi vô nhà vệ sinh, cái vụ này nhiều lắm quý vị, đi vô nhà vệ sinh bắt đầu té đột quỵ không ai hay, nằm trong đó chết. Khi bà chết xong rồi con cháu khóc lóc kêu gào. Xong khi mà coi ở dưới cái giường bà để đâu mười mấy triệu, mà lúc còn sống thì không dám ăn uống gì đâu, cho để dành để dành để dành, rồi còn mười mấy triệu để dưới cái giường. Thì thấy rằng là cả đời con người, người ta khi người ta nặng về tiền dữ lắm quý vị, nhưng mà người ta lại cuối cùng ra đi không cầm theo được gì. Như bây hổm như Đức cũng nghe cô kia cũng kể, cái chú này nhà ông giàu lắm mà cũng vô nhà vệ sinh té chết chồng, mà ông thì lúc còn sống keo kiệt dữ lắm, mà những người gì nó chết bất đắc kỳ tử, nó chết lạ kỳ. Mà thường mà chết vậy gọi là chết bằng nhiều đọa lạc hết quý vị. Nên mỗi người tu mình nghe những câu chuyện gì người mình thúc đẩy mình siêng năng niệm Phật lên thêm. Mình thấy mình mừng cái mỗi ngày mình nghe được Phật Pháp, mình biết niệm Phật biết tu. Cứ ngày nào cũng nhắc một câu A Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Cứ ngày nào cũng nhắc vậy, bây giờ mình đang còn sống gì nè, nó được nhắc gì rồi. Thì nên mình mới siêng niệm Phật, mình mới sống an lạc tự tại, mình mới biết tu phước tu duyên. Chứ nếu như mình không nghe Phật Pháp, mình cũng như những người vậy luôn, mình chết là tiêu rồi. Một đời người mấy chục năm cuối cùng chết đi đọa lạc quý vị. Cái kết quả gì đó? Kết quả gì? Quý vị từng nghe những Đức nói chuyện, rồi những Đức nhắc lên những việc mà nhìn nhận trong cuộc đời. Có những người trong cuộc đời này họ giàu thiệt là giàu luôn. Nhà của họ mà có hai ba người thôi, chứ họ ở nhà nhà họ cắt mua nhiều nhà, sự nghiệp lớn không tưởng tượng được. Nhưng vị coi có ngày nào họ rảnh nó đi lễ Phật không? Không. Họ tin vào cái việc là khả năng của họ là làm thông minh, họ giàu sang. Họ đâu có biết đời trước họ do tu mà đời này mới có được sự nghiệp này. Họ đâu tin điều này đâu. Khi hai vợ chồng một hai đứa con thôi mà giàu thiệt là giàu luôn, mà nói gì tu hành không bao giờ. Có những việc họ làm từ thiện cũng là nhiều tiền dữ lắm, mà cái việc làm từ thiện của họ là vì sự nghiệp làm ăn, chứ không phải là phát tâm làm việc thiện giúp người. Rồi vì coi có những con người này mà khi một hơi thở thở ra không hít vào, sự nghiệp họ có lớn lao cỡ nào đi chăng nữa họ cảm thấy được không? Không cảm thấy được cái gì cả. Nên những Đức nói mỗi ngày mình trong chùa thiệt tình sống những ngày tháng ý nghĩa, đừng có nói. Nên người trong chùa mình đúng là phải nhận thức quá ý nghĩa. Dù mình có tiền bạc gì bỏ trong túi, nhưng mà quý vị coi mình làm bao nhiêu việc cho cái cuộc đời này. Như mùa hè 400-500 cháu trai gái đi vô chùa, ở được trong chùa mình lo cho các cháu, con cháu người ta mình thương như con cháu mình, thấy không?
Mỗi một người mình phải nhận thức. Rồi bao nhiêu người ta về cổng tu mình giúp đỡ. Rồi thứ sáu tới này, chương trình khiếm thị. Nghĩa là đồng tiền mình có được làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời, vì mình biết sanh không ăn đến, chết không ăn đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình. Nên mình biết đổi cái giả này qua cái phiếu công đức, phước duyên. Nên tự nhiên mình làm, mình vui vẻ hoan hỷ. Mình thấy đây là một cái việc làm quá ý nghĩa trong cuộc đời của mình luôn. Quá ý nghĩa. Nhờ mình nghe Phật Pháp, đúng là Phật Pháp cứu đời mình. Cho mình những việc ý nghĩa sống, tư tưởng sống. Mỗi ngày sống lạc quan, sống vui vẻ, sống tự tại. Dù gặp kiếp nạn gì mình cũng niệm Ai Di Đà Phật. Bệnh đau cũng niệm Ai Di Đà Phật. Người nói xấu mình cũng niệm Ai Di Đà Phật. Người chấm chích, người đố kỵ gì mình cũng niệm Ai Di Đà Phật. Dùng có Phật hiệu để áp dụng trong cuộc đời mình, dùng có Phật hiệu để sống mỗi ngày, dùng có Phật hiệu để tiêu khiển thời gian, đúng là quá tuyệt vời. Người ta có khi người ta giàu quý vị, người ta đi chỗ này người ta ăn nhậu ăn chơi này kia được, đi quýnh bài bạc được, đó cũng là cách tiêu khiển thời gian. Còn mình mỗi ngày niệm Phật tiêu khiển thời gian, nghe Pháp tiêu khiển thời gian, lấy có Phật hiệu để sống những ngày tháng cuộc đời mình. Khi cuối đời mình thì phát nguyện cầu sanh cực lạc, quý vị thấy ý nghĩa không? Quá ý nghĩa luôn. Đó. Mỗi ngày nghe gì làm sao mình giải đãi quý vị? Làm sao giải đãi? Mình giải đãi là mình khờ. Mình giải đãi là mình quá khờ. Đó. Quý vị sống ngoài đời quý vị thấy có những người họ keo kiệt, đừng có nói nữa, bởi vì kiệt là đúng rồi. Keo nên kiệt huệ, kiệt phước, kiệt thọ mạng luôn, chết bất đắc kỳ tử, sạch phước báo, đọa lạc tam đồ. Ghê thiệt. Mình biết đạo, mình nhìn mình thấy rõ ràng, bởi vì mình đừng có đi vào con đường đó. Đừng đi vào con đường đó. Mỗi ngày phải siêng năng niệm Phật. Dù mình sống nghèo chăng nữa, mình vẫn niệm Phật. Ai nói gì kệ, mình cứ niệm Phật. Một đời người mấy chục năm, người đi đọa tam đồ, người được Phật Di Đà rước về cực lạc. Dù cuộc đời này sống ở cõi đời này mình chịu thiệt thòi chút cũng sao. Thiệt thòi không? Không. Và Thượng Tịnh Không thì nói thiệt thòi có phúc của thiệt thòi. Quý vị thiệt thòi ở thế gian này mà quý vị được gì cực lạc. Còn ở thế gian này có ai ở hoài đâu mà thiệt thòi. Hơn thua đấu đá gì cũng ở hoài đây đâu mà thiệt thòi. Đến khi cặn tử nghiệp chết rồi quý vị coi quý vị chống nổi với tử thần không? Thiệt thòi gì? Không có thiệt thòi. Sống cuộc đời này bị nghe đạo rồi đừng có nói hai chữ thiệt thòi giống đây. Người ta có dành việc của cải mình cỡ nào chứ nữa cũng không có thiệt thòi. Vì mình niệm Phật cầu sanh cực lạc mà thiệt thòi gì? Thiếu nợ chỗ nào thì trả chỗ nấy, thiếu nợ chỗ nào thì trả chỗ nấy. Thiếu nợ tình thì trả tình, thiếu nợ tiền thì trả tiền. Thiếu nợ gì thì trả nợ nấy. 100% là như vậy. Quý vị cứ tin 100%. Nhớ. Dũng mãnh tinh tấn niệm Phật đi. Mỗi một loại nợ cái cuộc đời này quý vị đừng có hỏi cái câu là sao lạ ai thầy, đừng có hỏi câu này. Từ khi cái người mà không biết tu kệ họ, họ không hiểu mà. Nói gì họ nói, còn người biết tu mình đừng có hỏi, ồ tại sao kỳ, đừng có nói câu kỳ trong đây. Hãy nói cái nhân và cái quả, nhân ớt quả ớt, nhân đậu quả đậu, nhân dưa quả dưa. Nhân gì quả nấy, gieo nhân gì quả nấy quý vị hãy nhìn cái quả là biết cái nhân. Nhìn cái nhân là biết cái quả, nguyên lý nó vậy thôi. Gieo nhân sân hận thì địa ngục, gieo nhân tham lam thì ngạ quỷ, gieo nhân ngu si thì súc sanh, gieo nhân Phật đạo thì địa Phật. Phật là giác ngộ, vui vẻ quán hỷ tự tại. Mỗi ngày niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Người niệm Phật sống tự tại, vui vẻ, an lạc. Giờ này chúng chùa bên bệnh đang tu, các điểm chùa mình đang tu, Phật tử giờ này cũng đang tu nghe Pháp. Quý vị coi mình có những cái phước duyên đặc biệt tự tại như vậy. Nên chân quý quý vị. Ngày nào cũng được nghe Pháp đi, được nhắc nhở, điều này quá quý rồi. Cuộc đời con người quý vị biết càng ngày càng già, không ai mà càng ngày càng trẻ chứ. Càng ngày càng già rồi cơ thể càng ngày càng bệnh, càng suy yếu. Chứ làm gì mà con người càng ngày càng tráng kiện, khỏe mạnh hoài, không có đâu. Có người thì có lúc phải bệnh đau yếu đuối. Nên mình được cái thời gian bây giờ mình tu được, mình còn sức khỏe mình tu được,
mình nên trân quý để cố gắng mà tu. Điều nhắc nhở mình về vô thường, nhắc vô thường sẽ nhìn thấu buông xuống nhiều thứ trong cuộc đời này. Bởi vì nhìn người ta chết tự nhiên mình thấy cũng hiền hiền, hiền chút rồi giữ lại. Còn người tu mình được nhắc cái vô thường này, mình siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vì coi có những người gì người ta kiếm tiền mà người ta tạo bao nhiêu cái nghiệp, lấy chồng người ta này, làm việc những nghề nghiệp tội lỗi này có để có tiền. Giờ nghe đạo một cái, bây giờ mình có cơ hội quay đầu. Có những người phụ nữ ngang mang nghiệp phá thai nhiều lần, cái nghiệp phá thai này cái quả báo đọa lạc là chắc chắn. Nên mình nếu mà nghe được Phật pháp rồi, mình nương vào Phật pháp mình tu hành, còn sống là còn cơ hội, còn sống là còn cơ hội quay đầu. Dù mình có tạo tội nghiệp gì, mình còn sống mình vẫn còn có cơ hội quay đầu. Còn mình đợi mình chết rồi là nó cộng nghiệp, chết rồi là nó cộng nghiệp. Nên mình còn sống là mình còn cơ hội để quay đầu, chết rồi là nó cộng nghiệp. Còn lúc mình còn sống mình săn hẳn, bực bội, khó chịu ai thì mình cởi mở ra liền đi, để nếu không nó thành túc nghiệp. Túc nghiệp nó tạo ra là nó thành những cái đời kế tiếp nó sẽ báo thù nha. Nên đời này mình nghe đạo rồi, những cái sự hận thù báo thù quá giải liền cái tâm đó, quá giải. Đừng có mang cái tâm nó để trong lòng chi, nó không có kết quả gì đâu quý vị. Đây là hàng Phật tử đó, chứ người trong chùa mà còn có cái tâm này vừa tội à. Nên những đức nói chúng trong chùa mình, cái duyên quý vị được hộ trì thù thắng quá. Nên các cụ đi vô chùa rồi, một cắt bạc trong túi không có, có đâu mà chấp nhất. Còn giấu đút tiền bạc, cuối cùng mình chết đi, coi chừng nó dính mắt, đọa lạc. Nhất là tiền nhét. Đầu này nhét đầu kia. Khi nó mắc rồi cũng sáng hạn cũng tức. Khi chết rồi chưa lấy ra được thì dính mắt một cái là rồi xong, mắc phần giảng sanh. Nên người ta hộ trì cho mình, lo cho mình hoàn toàn đâu vào đó hết trơn, mình yên tâm mình tu. Nên những đức nói không có tiền thì tu được, không còn mầm móng gì hết. Nên người trong chùa mình không có giữ tiền. Các thầy, các chú, các cô, các cụ đều là mình lo tu, mình không có giữ tiền bạc vật chất làm gì. Mình lo mình tu hành đi, không có xin tiền xin bạc ái gì trong chùa mình là như vậy. Nên họ bình yên, họ lo tu quý vị. Không nghe nhiều, không biết nhiều, không hiểu nhiều thì lo niệm Phật. Liên Tịnh đó, bé Liên Tịnh 11 tuổi đó, tại sao người ta giảng sanh thù thắng gì? Vì người ta không biết gì, người ta chỉ biết niệm Phật, thì người ta niệm Phật, Phật rước người ta chứ làm sao. Nên Hòa Thượng Ái Hiền nói nghe nhiều biết nhiều mà cuối cùng không dùng được. Nghe nhiều biết nhiều mà không dùng được thì cũng uổng công vô ích, đúng không? Nghe nhiều biết nhiều mà không dùng được thì uổng công vô ích. Nghe để tiêu khiển thời gian, nghe nhiều biết nhiều mà không dùng được thì uổng công vô ích chứ làm sao. Nên mỗi một người mình nghe gì mỗi ngày rồi mình siêng năng niệm Phật, người trong chùa càng siêng năng niệm Phật. Quý vị nhớ, người đã biết được câu Phật hiệu thì thù thắng rồi. Quý vị làm việc gì, quý vị đừng có nói tôi con bận mà không niệm Phật. Quý vị đã biết rằng câu Phật hiệu thù thắng thì dù làm việc gì thì cũng tranh thủ niệm Phật. Quý vị cũng niệm Phật, trong mọi lúc mọi nơi vì niệm Phật. Vì biết niệm Phật là thù thắng nhất, niệm Phật là cái việc cho mình lợi ích thù thắng nhất. Và từ cái sự an lạc cho mình mà lợi ích cho người. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đời đời kiếp kiếp nghe câu này cái là niệm Phật liền. Cái đoạn giảng này dù cho đời nào nghe, người nào nghe qua niệm Phật lên liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liền. Niệm bằng cách nào chỉ cần niệm câu Phật hiệu, cứ niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đều được hết. Niệm đi. Đi bán vé số, đi lụm rác, quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, gánh nước, dọn dẹp nhà, chặt cây, bữa củi, làm tất cả các việc đều đeo máy niệm Phật, đều niệm Phật. Cái tâm mà niệm Phật, cái tâm ngồi ở đâu cũng an lạc, vui vẻ, tự tại. Cái tâm mà nương vào Phật, thấy mình tự tại dữ lắm. Nhớ cái tâm mà nương vào Phật, tự tại dữ lắm.
Còn sống ở cuộc đời là còn có cơ hội chuyển nghiệp. Nhớ. Còn sống ở cuộc đời là còn cơ hội chuyển nghiệp nha quý vị. Nếu như mà bây giờ mà không lo niệm Phật lo tu, khi quả báo đến kẹt lắm. Khi quả báo đến là đáng sợ lắm. Nhớ. Đừng có đợi nước đến chân rồi chạy không kịp. Nhiều người anh ta lớn tuổi rồi mà bây giờ người ta còn cặm cụi lo nhiều thứ. Biết tu luôn nhưng mà vẫn là không nhìn thấu buông xuống. Nghĩ mình chưa chết đâu, ai biết được. Thọ mạng con người ai biết được quý vị. Đến lúc nó chết rồi. Nên mỗi ngày mình lúc nào cũng gì dùng cái câu ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết nào xong. Lúc nào cũng dùng cái câu như vậy. Và ngày nào cũng nín thở một hai lần để nhắc mình cơn vô thường đến niệm gì. Cơn vô thường đến với mình niệm gì là quan trọng nhất. Niệm ai với Đà Phật, niệm vợ, niệm con, niệm chồng, bị niệm nên được cái gì không? Niệm được cái gì không? Tại sao không niệm ai với Đà Phật? Niệm vợ, niệm chồng, niệm con được kết quả gì đâu? Mỗi ngày sống lo lắng cho nhau, tạo bao nhiêu nghiệp trước vì họ. Nhưng mà cuối cùng một hơi thở thở ra cũng hít vào quý vị coi. Nó có kết quả gì đâu. Vì mình bệnh đau thôi, mình thấy mọi người xung quanh mình đứng chơi dơ nhìn mình. Ai chia cho mình được miếng nào? Ôi cái này nhắc hoài cũng không thừa đâu quý vị. Nhắc hoài cũng không thừa đâu, nhắc viết cho mình nhìn thấu. Nhắc viết cho mình nhìn thấu đi. Trong cái cuộc đời này mình nhìn thấu đi rồi mình cố gắng mình tu. Từng đời ông bà mình ra đi quý vị coi, cuối cùng cầm ra được cái gì? Có khi của cải vật chất chia cho con cháu mà nó còn chưa vừa bụng nữa chứ. Có những đứa con đứa cháu của cải chia cho nó xong đi tạo nghiệp thêm. Những đứa hôm qua nói câu nói, con cháu có phần thì tự nhiên cho nó được. Con cháu không có phần cho nó, cuối cùng nó cũng đi phá sản à. Còn con cháu đã có phần rồi, dù vì không cho nó cũng có được cái phần đó, vì nó cũng tạo ra sự nghiệp đó. Mà nó còn biết chân quý. Nó còn biết chân quý. Còn có người mà nó nằm trên đống vàng, nó không biết thương người. Nên con cháu mình nên tập cho nó có đạo đức, có phước, tu phước duyên. Chương trình khiếm thị thứ 6 này nè, có tiền dặn con cháu đến cho nó, cho người mù rồi chỉ nó. Con nhìn chưa, người ta khổ kìa, thật nguyền kìa, mù què kìa, người ta kiếm miếng ăn khó khăn kìa. Còn con ăn con vứt bỏ sao này, con khổ như người ta. Chỉ con cháu mình, cho người nhà của mình nhìn thấy vậy, cho người thân mình nhìn thấy được cái khổ đau của đời người nhiều lắm chứ không có đâu. Nếu mình đặt vai trò vào người ta mình sẽ khổ cỡ nào chứ, hiểu không? Cho họ thấy đi. Có khi nhắc họ cũng được chút, rồi đến cái đâu nghe những đức giảng pháp một cái cũng nhìn ra được chút. Biết đâu có người ta tỉnh ngộ sao quý vị. Những đức đâu kêu bị đem tiền đưa những đức đâu, mà những đức khuyến bị cho người mù, cho người khổ, người tật nguyền, què quặt. Cũng là một đời người nhưng mà nhiều người khổ vậy đó. Cũng là một đời người mà nhiều người khổ vậy đó. Sống cuộc đời này đâu phải ai cũng sống sung sướng được đâu. Có nhiều người vì thấy giàu sang mà cũng khổ lắm, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Nên mọi người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Mỗi ngày được nghe pháp niệm Phật, con cái được ở trong chùa tu mới giúp cho cha mẹ được. Mình mà về ngoài đời có vợ có chồng, mình làm sao giúp cho cha mẹ được đấy. Dù cha mẹ chưa vô chùa nhưng cha mẹ lâu lâu vẫn vô được ngôi Tam Bảo. Điểm nương tựa đặc biệt nhất là cha mẹ tuổi già được trong ngôi nhà Tam Bảo, mình phục vụ cha mẹ. Tại đối với người ta mình còn lo, đối với cha mẹ làm gì mình không lo. Nên mình đã phát tâm đi tu, phát cái nguyện cho nó mạnh. Người đã vô chùa đi tu rồi mà mình mà không cố gắng mình tu, mình bước chân ra đời là mình khổ, te tu luôn. Ngóc đầu lên không nổi luôn. Đừng nói chuyện giỡn. Nên mỗi ngày làm bao nhiêu ý nghĩa này, cha mẹ nở mặt nở mày ở trong chùa. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, sanh một đứa con được như vậy cha mẹ vui
nở mặt nở mày vô cùng. Làm những việc toàn là làm ý nghĩa trong cuộc đời. Ngoài đời mình có học cao hiểu rộng cỡ nào thì đi làm mình cũng xè tay nhận tiền để lo cho cuộc sống. Mình trong đạo, bây giờ tất cả người trong chùa mình đó, những đức lo hết trơn, quý vị làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, tới tháng có lãnh lương không? Đây mới gọi là việc làm ý nghĩa của cuộc đời. Nam thì là bậc trượng phu, nữ thì cũng làm việc như bậc trượng phu trong cuộc đời. Cả 100 người già, 200 người già, 300 người già, 500 người già, bao nhiêu con người mình lo lắng cho người ta. Cha mẹ sinh ra cho con cái thân, con làm những việc ý nghĩa này, đó là ý nghĩa lớn nhất của đời đó. Những người làm cha làm mẹ, có con tu trong chùa gì, sắp xếp thời gian vô ngôi Tam Bảo tu, gần gũi con mình được sống trong chùa, mình cũng tu luôn. Cuộc đời nó vô thường lắm. Sống nay chết mai, quý vị. Khi sống nay chết mai, đừng có đợi đến lúc chết rồi mình hối hận. Còn sống với nhau nên thương yêu nhau. Cái đặc biệt nhất là khuyên nhau tu hành, khuyên nhau niệm Phật. Những đức sống những ngày tháng, càng phát tâm nhiệt tình hết mình chừng nào thì có người mình càng vui vẻ chừng nấy, quý vị. Mang cái thân giả tạm này một ngày nào không chết, đến với cái cuộc đời này rồi lay quay mình cũng ra đi thôi. Mình may mắn thay mình gặp Phật pháp, nên sự hy sinh cống hiến của mình nó có mục tiêu ý nghĩa. Nếu như những đức không đi tu thì những đức cũng hy sinh vì một gia đình, nhưng cuối cùng toàn là những đức đi tạo nghiệp không và đi đọa lạc. Nên những đức khuyên tất cả người trong chùa, các anh em huynh đệ trong chùa, các cô các chú trong chùa, nhớ được sống trong ngôi nhà Tam Bảo, sống những ngày tháng như vậy là quá ý nghĩa. Thầy phát cái nguyện cho thật là mạnh ở trong ngôi nhà Tam Bảo, thương yêu lo lắng cho con người, làm được một cái việc mà thương con người, đây là việc ý nghĩa nhất. Việc làm này của Phật Bồ Tát làm đó, vì Phật Bồ Tát thương yêu con người. Chúng ta làm được cái việc thương yêu con người mà càng tu lại càng thương con người. Không có gì một chút tình riêng gì mà mình bỏ vào pháp. Người gặp Phật pháp mà bỏ vào pháp là con người này, tâm lượng người này hẹp hòi, không biết nghĩ rộng. Ông bà cha mẹ mình dù chưa vô chùa, mình cũng phát tâm ở trong chùa. Không có gì một lý do gì mà mình bỏ ngôi Tam Bảo, bỏ Phật pháp. Phát cái tâm cho dũng mạnh. Phật tử ngoài đời cũng vậy, bám chắc câu Phật hiệu. Bám chắc câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu là báu vật vô giá. Chúng ta nhìn cha mẹ mình cả đời khổ quá trời vì một gia đình. Khi chưa già mà đã bệnh hoạn rồi. Cuộc đời có người đi đến ngày tháng đó mà chưa chịu niệm Phật nữa, đợi ngày nào? Đợi giờ nào đấy quý vị? Phải tinh tấn niệm Phật, phải dũng mãnh niệm Phật. Mình tu hành cha mẹ mình thấy mình tu hành cha mẹ yên tâm. Mình không có một chút gì mà nói câu bất an cho cha mẹ mình lo âu cả. Mình trong chùa bất an cái gì? Con đường này mình chọn mà mình đi cho tới cùng luôn chứ. Nam Nhi Đại Trượng Phu, đầu đội trời chân đạp đất. Sống được trong ngôi Tam Bảo mình đúng là làm bậc Nam Nhi. Quá ý nghĩa. Cả đời mình sự cống hiến hy sinh trong ngôi nhà Tam Bảo. Nên những người mà mình nghe Phật pháp rồi mình muốn phát tâm đi tu, gặp những ngôi chùa gì nè, vô phục vụ chúng sanh, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc, người nam người nữ gì. Còn nếu như ngoài đời thì cũng biết niệm Phật, cũng biết tu. Đừng bỏ Phật pháp. Phật pháp là báu vật vô giá đó. Đừng bỏ Phật pháp. Chúng ta bỏ Phật pháp chúng ta mất tất cả, không còn cái gì chứ. Vì coi giàu sang cỡ nào chăng nữa, một hơi thở thở ra cũng hít vào, cái gì là của bạn. Cả đời bạn hy sinh lam lũ vì vật chất, cuối cùng bạn được cái gì đâu? Được cái gì? Bạn được một đống nghiệp. Kiếm tiền đa phần làm gì, không tạo nghiệp. Nói dối.
cháo chở đủ chuyện, làm gì không có. Nên tiền bạc thì để lại, mà nghiệp thì cầm đi gặp vua Diêm Vương tính sổ. Nên mỗi người nghe gì cố gắng niệm Phật, từ người trong chùa hay hàng Phật tử, ai cũng siêng năng niệm Phật, làm được việc trong gói tam bảo là mừng vui, chứ không có than thở mệt mỏi gì. Còn sức khỏe làm được mừng. Chùa mình nuôi người già cho mình nhìn, người già có làm được không? Mình trẻ mình làm được mà mình không chịu mừng khi mình làm được. Đây là việc làm ý nghĩa mà. Dũng mãnh tinh tấn, siêng năng niệm Phật, siêng năng làm việc thiện việc tốt, điều hồi hướng cầu sanh cực lạc, phát nguyện đời này con vãng sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc Tây Phương. Chúc quý vị luôn luôn an lạc, an với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.